Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là đúng 3 giờ trưa chủ nhật. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2023. Đang ngồi nghỉ giải lao uống trà đá. Xin mời các bạn uống trà đá. Xin phép các bạn cho mình hốc một miếng trà đá. Trưa chủ nhật, xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Mấy cái người dư luận viên ở bên Việt Nam với mấy cái người cộng sản, người ta nghĩ cái gì người ta cũng nghĩ rất là đơn giản. Người ta chỉ có nghĩ cái lợi trước mắt mà thôi. Ví dụ như bây giờ cái bọn Tàu đi, nó đi vô Việt Nam của mình, nó muốn bỏ tiền ra, nó mua chuộc quan chức mấy cái người ở trong quân đội để nó có những cái mối làm ăn. Chẳng hạn như bên Tàu nó muốn bán vũ khí qua bên Việt Nam, thì để được thắng thầu á thì nó phải đút lót cho mấy cái thằng quan chức ở bên Cộng sản Việt Nam. Thì nếu mà các bạn nói ô, mấy cái thằng quan chức nó nói nó không ăn hối lộ gì, tiền ở đâu cho nó cho con cái nó đi du học một năm 30-40 ngàn đô la Mỹ Kim, tiền ở đâu, ở bên Việt Nam nó có xe xịn, nó có con cháu của nó sẽ có xe hàng hiệu Lamborghini đồ này nọ, tiền ở đâu mà mỗi cái lễ cái nó bay đi đi ra nước ngoài châu Âu rồi nó du lịch. Còn trong khi mấy cái người ta làm ăn lương thiện, gánh từng cái đòn gánh, lụm từng cái vỏ ve chai, bán từng cái tờ giấy số, tiền ở đâu mà người ta đi du lịch. Cho nên nó cộng sản Việt Nam á, nó nói là nước của tôi cũng tự do vậy, người dân của chúng tôi muốn đi đâu thì đi, muốn đi du lịch ở đâu đi, tôi đâu có cấm cản. Cũng giống như nó cho các bạn xài Facebook, nó cho các bạn xài Twitter, nó cho các bạn xài Instagram, nó cho các bạn xài TikTok, nó cho các bạn xài YouTube, nhưng mà các bạn phải tuân theo cái khuôn khổ. Cũng giống như các bạn bí đờ Bùi Lâm vậy đó, xài TikTok, xài YouTube, nhưng mà mình lên mình chế ngạo, mình nói theo cái tư tưởng, cái quyền tự do, cái tự do ngôn luận của mình, thì nó đẩy con người ta đi vô bỏ 5-6 năm tù. Các bạn biết không? Còn bây giờ mà các bạn muốn ở bên Việt Nam, các bạn muốn làm nhạc, viết nhạc theo cái ý tưởng của các bạn cũng không làm được. Mà các bạn muốn sản xuất về một cái phim phản ảnh về một cái những cái người ăn hối lộ, hay là các bạn làm một cái bộ phim gửi một cái thông điệp gì đó mà dính líu với chính trị, là nó không có cho các bạn, nó không có cho các bạn phát hành. Đừng có nói gì đâu xa, mấy cái người Việt kiều mà người ta về người ta làm cái những cái bộ phim mà giang hồ bụi đời chợ lớn rồi gì đó, nó cũng cấm người ta phát hành luôn. Bây giờ hả, mấy cái người Việt kiều đi về Việt Nam đó, nhân tài đó, cộng sản Việt Nam thường thường đó, nó kêu gọi, nó kêu nhân tài góp sức. Trong cái chế độ cộng sản không có cái chuyện nhân tài được, không có cái chuyện nhân tài. Đừng có, các bạn đừng có nằm mơ, không có cái thằng ngu nào mà nó phục vụ cho đảng hết đó. Mình hứa chắc với các bạn luôn, đừng có đến nằm mơ, toàn là bằng cấp tiến sĩ giả đồ này nọ không à. Mấy cái thời buổi bây giờ là cái thời buổi mà tầng cộng sản nó phải hiểu rằng đó là cái kinh tế toàn cầu, anh phải có đầy đủ kiến thức trang bị để mà anh gia nhập với thế giới. Mấy đầu óc của anh là những cái người mà huấn luyện từ cái thời Liên Xô cũ không? Các bạn thấy không? Tổng thống Zelensky người ta đi đâu trên khắp thế giới được chào đón, người ta nói tiếng Anh như gió. Tổng thống Philippines hay là tổng thống một cái nước nào, trừ mấy cái thằng dốt ở bên Việt Nam, nó đi công du hạ thủ tướng của bên Việt Nam, hay là mấy cái thằng tổng bí thư đó, nó gặp mấy cái thằng nước ngoài, trừ cái tiếng Nga ra, còn người ta nói tiếng Anh nó không có hiểu, nó nhìn người ta nó cười cười vậy đó. Nó muốn biết gì cái nó hỏi mấy thằng cặn vệ, ê, nó nói ông Biden nói gì mày dịch cho tao. Cái đó là dốt chứ cái gì. Bởi vì khi mà các bạn nghe mình dùng những cái danh từ mình gọi mấy cái thằng lãnh đạo dốt, các bạn nghe nó trái cái lỗ tai, các bạn nghe nó sao mà cái anh này ảnh không có tôn trọng, ảnh thiếu tôn trọng, ảnh nói chuyện sao mà ảnh coi thường người ta. Tại vì mình nghĩ sao mình nói vậy, mình thực tế chứ mình không có bào mè, mình không có lấy lòng người ta. Những cái điều mình chia sẻ là nó thực tế. Bây giờ các bạn hỏi tất cả mấy cái người mà trí thức, mấy cái người mà người ta am hiểu đi, phải mấy thằng lãnh đạo cộng sản Việt Nam là mấy thằng dốt không? Dốt chứ còn cái gì nữa. Trong khi bây giờ là mấy cái người dân ở Việt Nam, người ta cho con người ta đi học tiếng Anh như gió, mình chở xe khách là nhiều khi mình gặp mấy cái em du học ở Hà Nội mà gia đình họ đi cho học trường tư mà học nói tiếng Anh từ hồi mẫu giáo bên Việt Nam, qua bên đây hả nói tiếng Anh như người Mỹ luôn, nói tiếng Anh giỏi hơn mình luôn, nhưng mà người ta là ở bên Việt Nam. Đó là những cái người đó là nhân tài đó, tại sao không trọng dụng người ta?
mà động động mấy cảnh mấy cộng sản bày đặt mơ hồ. Như thế nào mà gọi là nhân tài? Mấy cái người mà thật sự người ta tài á, là giống như các bạn đi ra đường phải không, những cái người mà thông minh á, là người ta chơi theo những cái tầng lớp, cái thích hợp, cái người, cái level cùng với người ta. Cho nên vì lẽ đó mà mình khẳng định là cái tuổi cộng sản Việt Nam là cái tuổi dốt. Nó là chỉ có hồi xưa đó là nó chỉ có đào tạo bên Nga Xô, bây giờ cái trình độ của cái level của nó nằm ở đó thôi. Bây giờ thời thế ở trên thế giới á, người ta đã thay đổi rồi, thì ít ra đó là nó cũng phải đưa mấy cái người mà làm quan chức, mấy cái người mà làm việc ở trong chính phủ, nó cũng phải đi đào tạo tiếng Anh, tiếng Ung, tiếng này tiếng kia cho nó giỏi. Mẹ toàn là bây giờ hả, chơi toàn là tiếng Trung Quốc, tiếng Trung với lại tiếng Nga không mà thời buổi này. Mà trong khi bây giờ Nga nó bị cấm vận nữa, mà làm ăn với Nga, làm ăn với Tàu á nghe. Một khi mà các bạn mở nhà hàng mà ở Nha Trang hay là ở Vũng Tàu đồ đó, mà một khi mà thằng Nga với thằng Tàu mà hai thằng đó mà nó không đi du lịch qua là các bạn ôm xô, là các bạn phá sản luôn. Vì lẽ đó đó mà mấy cái nước mà người ta chơi là người ta chơi phải trên toàn thế giới. Nếu mà thằng Tàu mà nó giống như Thái Lan đó, giống như Singapore đó, mấy cái nước đó người ta thu hút khách du lịch là người ta thu hút trên tròn trái đất. Chứ không có đơn giản như mấy thằng dư luận viên, mấy thằng cộng sản mà nói ôi mấy thằng phương Tây nó không chơi tao thì thiếu gì chơi. Ấn Độ nè, Trung Quốc nè, hai thằng đó nhập lại cũng nửa trái đất vậy. Mẹ dốt chết mẹ. Ấn Độ người ta đại đa số người ta đó là đói, không có gạo mà người ta ăn luôn. Ở bên Ấn Độ á, người ta có gần 2 tỷ người. Mà các bạn biết á, mấy cái người mà có con gái ở bên Ấn Độ với vùng quê, người ta nghèo á, người ta không có tiền nuôi á, người ta năn nỉ mấy cái người mà có con trai á, tới á, cưới con gái của người ta miễn phí. Người ta năn nỉ luôn, người ta cưới con gái. Cái phong tục ở bên Ấn Độ, Ấn Độ Dương á, mình nói mấy ở Ấn Độ nó lớn lắm, nó có nhiều tỉnh, nhiều vùng, nhưng mà mình đang nói là nói những cái vùng mà nghèo, xa xôi, hẻo lánh á, người ta không có đủ tiền người ta nuôi con gái của người ta. Người ta mong muốn hạ người nào mà có con trai tới cưới con gái của người ta tặng thêm tiền nữa đó. Ở đây nè, mình có ở xóm với mình có quen mấy cái người mà Ấn Độ, người ta kể cho mình nghe đó, mấy cái người mà người ta bán tạp hóa ở hàng xóm mình đi tới đi lui mua nước đá đồ, mua vé số rồi đó. Mình ngồi mình giao thiệp, mình nói chuyện, người ta kể cho mình nghe đó. Nói bên Ấn Độ hả, mà người ta có con gái, người ta không có đủ tiền nuôi, người ta nghèo khổ quá đó, không có đủ tiền nuôi cho con đi ăn học á. Ai mà có con trai tới đó đi qua chơi với Ấn Độ Dương đi, mày dốt chết mẹ. Các bạn thấy á, mấy cái người mà trí thức, mấy cái người nhân tài bên Ấn Độ Dương á, là người ta ùng người ta đi định cư qua bên Mỹ hết, người ta làm bằng mọi giá người ta định cư qua bên Mỹ hết. Những Việt kiều nào mà những người nào mà người ta sống ở Mỹ là người ta đều chứng minh, người ta đều công nhận điều đó. Các bạn biết bây giờ các bạn đang xài mạng Google không, YouTube không? Cái người hội đồng quản trị của Google đó gốc là Ấn Độ Dương đó. Gốc là Ấn Độ Dương đó, anh ta ngày xưa đó là ở với quê nghèo lắm ở bên Ấn Độ Dương. Tiểu sử của cái người mà đang điều hành công ty hội đồng quản trị của Google bây giờ đó là gốc Ấn Độ Dương. Tiểu sử của anh ta ở đó nghèo đói gách mùng tơi luôn, được có cái bộ óc, được cái nhân tài. Bây giờ người ta thành tài rồi, người ta có làm phục vụ cho chính phủ Ấn Độ Dương không? Ấn Độ Dương nó đâu có cộng sản đâu, mà tại sao người ta phải ủng ở đây người ta phục vụ cho những cái nước tư bản. Mấy cái thằng dư luận viên, mấy thằng cộng sản ngu chết mẹ. Không biết thì ngồi đó lắng nghe mà gống cái miệng lên mà cãi, nói trời ơi mấy thằng Mỹ đồ, mấy thằng phương Tây nó không chơi thì Việt Nam thiếu gì người chơi. Chơi với Ấn Độ Dương, chơi với Nga Xô là cũng là dân số nửa trái đất rồi. Cái đó là đầu óc nông cạn, nghĩ quá đơn giản. Các bạn sản xuất hàng hóa ra, các bạn đi lên eBay các bạn xem kìa, mấy cái người bán hàng ở bên Việt Nam kìa, người ta bán trà mà thuốc men đồ, mà những cái sản phẩm mà giống như là ở Mỹ nó không có, như là giống như mấy cái người mà phụ nữ người ta muốn xuống cân rồi đó, người ta ùng lên mạng eBay, người ta muốn trà, uống trà mua thuốc giảm cân từ bên Việt Nam đó. Tại sao không bán cho Ấn Độ Dương mà bán cho China mà phải bán qua cho Mỹ? Các bạn biết không, các bạn sản xuất sản phẩm ra, các bạn phải nhắm tới cái thị trường. Cũng giống như cái bộ phim mà ở Hollywood mà nó ra cái bộ phim đua xe mà nó gọi là Fast Spirit đó.
nó qua bên Việt Nam á, nó chiếu á, đâu có nhiều người dân, doanh thu nó đâu có thu nhiều, nhưng mà cái phim của nó là hiện bây giờ thời điểm này á là số 1 trong trái đất, phim The Fast and Furious số 10 á. Ở bên Việt Nam nó không có tới, nhưng mà cái thị trường người ta doanh thu người ta thu vô từng ở những cái nước châu Âu, Nam Hàn, Nhật đồ. Mày nghĩ đơn giản lắm, nói thằng Mỹ mà nó không chơi với Việt Nam, nó không làm ăn với Việt Nam thì Việt Nam cũng có nửa dân số của trái đất. Cái hỏi nó là ai? Nó đem cái thằng China với cái thằng Ấn Độ Dương ra, nó cứ dốt chết mẹ. Đâu có biết là nhân tài ở bên Ấn Độ Dương là người ta ùng, người ta bỏ đi qua bên Mỹ, người ta làm việc, người ta sinh sống hết. Cái môi trường sống các bạn biết không? Trừ khi mà mấy cái thằng dốt, mấy cái thằng ngu mà nó mới sống lại, nó có điều kiện, nó mới sống ở lại Việt Nam thôi. Ở đây mình nói là mình không có nói là quơ đũa cá nắm, mình nói là những cái người giàu ở bên Việt Nam á, con cái của họ là hiện bây giờ là ở nước ngoài hết, những cái người tỷ phú giàu có ở Việt Nam, con cái của họ đi du lịch, vợ con của họ ở nước ngoài hết, lễ lộc cuối tuần là gia đình của họ không có ở Việt Nam. Cho nên các bạn mà nghe nói tai nạn nhà cháy đồ là toàn là mấy cái người dân mà tin theo cộng sản đồ này nọ đâu đó, ở lại bám trụ là bị nhà cháy lên là bị đi bắn muối đồ này nọ. Còn mấy cái thằng giàu mà các bạn có nghe bao giờ mà tai nạn giao thông mà có cái gia đình nào mà đại gia mà giàu có mà bị không? Tại vì cuối tuần là nó đi qua bay qua bên nước ngoài, châu Âu, Thái Lan, nó ăn chơi hết rồi. Lễ lộc Tết là nó đi ra nước ngoài, nó ăn Tết hết rồi. Các bạn biết không, chỉ có mấy thằng dư luận viên với mấy cái người mà người ta không có hiểu, người ta mới nghe lời Cộng sản Việt Nam, người ta mới ở đó, người ta mới chịu chặn. Các bạn nghĩ làm sao? Ở bên Việt Nam, cái đường nhà đại đa số là nhà đường hẻm không à. Nhà cháy lên cái xe cứu hỏa nào mà nó vô đường hẻm để nó cứu các bạn. Các bạn hiểu không? Mấy cái, bởi vì mình thường hay dùng cái từ mà sáng người sáng dạ sáng trí. Mấy cái người sáng dạ đó, trước khi mà người ta muốn an cư lạc nghiệp, người ta muốn ở cái khu nào á, là người ta coi cái địa thế gọi là thiên thời địa lợi á. Cái điều trước tiên á, người ta nói bây giờ ta ở ngay cái đường này nè, nhà nó cháy lên á, cái đường này xe cứu hỏa nó có tới được không? Nó tới được ta mới vô đó, tao xây cắt, tao mới mua đất, tao mới ở. Còn mà tao vô cái đường mà chỉ có xe dành cho xe Honda, xe hai bánh không à, mà lỡ nhà tao cháy mà cứu hỏa nó vô không được thì thôi, tao ở đó làm cái gì? Còn mấy cái người mà người ta ở giống như người ta nghĩ á, tôi muốn mua miếng đất, tôi muốn xây cái nhà này nè, lỡ bây giờ vợ con của tôi hay là cha mẹ của tôi mà bị tai biến lên, mà có cái tình huống gì khẩn cấp á, xe cứu hỏa nó có chạy tới nó đón tốc hành hay không, hay là chở cái xuồng ba lá rồi nửa đường rồi cao máu đứt mạch máu rồi chưa tới bệnh viện, chưa tới trạm xá là đã đi theo ông bà bán muối. Đó là lý do tại sao mà mình thường dùng cái người sáng dạ với cái người tối dạ. Bởi vì mấy cái thằng Việt kiều ở đây nè, nhẹ dạ tin cộng sản tuyên truyền, mẹ đi về Việt Nam bỏ tiền ra 20,000 đô xây mấy cái biệt thự giữa cái ruộng. Nhìn vô đây giữa cái ruộng đi, cần lên cái gì, đi đâu mua? Các bạn biết không, nó xây giữa cái cánh đồng một cái căn nhà biệt thự luôn, rồi nó ngã bệnh xuống, vợ con đau ốm bệnh rồi nó đi cấp cứu bằng cái gì? Sao xe cứu hỏa người ta đi vô đó được? Các bạn hiểu không? Ngu thì ngu vừa đây, ngồi đó lắng nghe người ta kể chuyện cho mà nghe, mà ở đó tại khôn đó hả? Việt Nam đâu có cần chơi với mấy cái nước Tây Phương. Nội mà Việt Nam hả, chơi với lại mấy cái thằng Ấn Độ Dương với Trung Quốc đồ không à. Vậy chứ bây giờ kinh tế của Việt Nam bán hàng ra nước ngoài, bán cho ai nhiều nhất? Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ Dương, bán cho nước nào nhiều nhất? Ba xạo mấy cái thằng dư luận viên, nhỏ nhen lắm, mưu mẹo, chuyện nhỏ thì hay lắm. Người ta nói ra đời chọn bạn mà chơi. Bây giờ anh có cái điều kiện nè, anh chơi với Mỹ, anh chơi với châu Âu, anh chơi với Anh Quốc, anh chơi với mấy thằng giàu, sao anh không chơi mà anh ngồi đó anh mong anh chơi với cái thằng China, anh chơi với cái thằng Ấn Độ Dương? Mấy ngu vừa thôi, mấy cái thằng cộng sản. Tỉnh thoảng á, mình nói á, mấy cái thằng cộng sản nó dốt, nó không biết làm kinh tế, để mình giải thích cho các bạn biết tại sao mà trước khi mình nói cái câu đó, đó là mình đã suy nghĩ cặn kẽ trước khi mình phát biểu. Biết làm kinh tế á,
một cái quốc gia biết làm kinh tế á, là anh không có cấm cản người ta, anh không có cấm cản người ta, tất cả mọi người người ta có ý tưởng anh phải tạo điều kiện, giống như ở bên mấy cái nước tư bản như vậy đó. Anh có ý tưởng anh muốn làm ăn phải không, anh viết ra một cái lịch trình, anh đi ra ngân hàng, anh nhờ ngân hàng cái dây tiền chính phủ cho anh, nhưng mà anh phải có một cái ý tưởng, thì người ta coi trong cái ý tưởng của anh đó, người ta cảm thấy cái này á, anh cho anh dây tiền chính phủ, cho anh dây tiền có cơ hội anh làm ăn, anh phát minh ra, thì anh tạo ra công ăn việc làm, anh bán sản phẩm ra để anh đóng thuế, anh giúp cho, đóng góp cho đất nước, các bạn biết không? Rồi tại sao mà ở bên cái bang của mình đó là người ta cho mấy cái người cá độ hợp pháp, mấy cái người ta đánh bài hợp pháp đồ này nọ như vậy đó, hút cần sa hợp pháp. Tại vì á, các bạn cấm người ta đó, hút cần sa đó là người ta cũng lén, người ta cũng hút đường nào à. Các bạn cấm người ta làm gái mại dâm thì đường nào người ta cũng tìm cách người ta làm lậu à. Các bạn thấy không? Ở bên Việt Nam bây giờ các bạn muốn loại phụ nữ nào, các bạn có tiền các bạn muốn mua hoa loại nào, hoa hậu, ca sĩ, cái điều kiện là các bạn có tiền hay không. Mấy chục năm trước mình đi làm nail cho một cái người chủ đó, người chủ đó mấy chục năm trước trẻ lắm, chuyên đi về Việt Nam, có số phone của tất cả ca sĩ, hoa hậu nổi tiếng ở Việt Nam có hết. Mới lúc đầu cái người đó kể cho mình nghe, mình tưởng đâu là nổ, giống như là khoe khoang mà giống như bịa chuyện cái vậy. Xong cái người đó móc điện thoại ra cho mình coi hả, cho mình coi tên tuổi từng ca sĩ, từng hoa hậu đồ này nọ, hình đồ chụp ở trong phòng khách sạn đồ làm sao. Ở cái xã hội Việt Nam á, là các bạn có tiền là có tất cả, ok, chứ đừng có nói mà ca sĩ, hoa hậu ở bên Việt Nam mà tiền xô thì ế chết bà luôn. Tiền ở đâu mà họ có nhà mua bạc triệu? Tiền ở đâu mà họ mua chung cư mua bạc triệu? Cũng giống như khi mà mình nói mấy cái người quan chức cộng sản Việt Nam ăn hối lộ, cái mấy người dư luận viên vô dưới comment biện hộ nói tại vì vợ con của người ta ở Việt Nam, mấy cái người đó là người ta có tiền cho con người ta đi ăn học, đi du học là tại vì ông chồng làm chính trị á, đảng viên thì lương không có bao nhiêu, nhưng mà bà vợ thì làm ăn. Tại sao bao nhiêu con người Việt Nam, người ta ở Việt Nam người ta làm thất bại, mà mấy thằng cộng sản nó lại làm thành công? Sao các bạn không đặt cái câu hỏi? Vợ con hay là cha chú gì tụi nó làm kinh doanh là cái đó là chẳng qua nó trá hình mà thôi. Nó trá hình mà thôi. Còn cái gia đình của cái ông nội cường đô la cũng vậy nữa. Tối ngày đi ăn chơi gái gú, hai ba đời vợ không có làm gì á, công tử bột. Tiền ở đâu ra mà có hàng tỷ Việt Nam đồng. Là tại vì họ trá hình thôi, họ lập ra một cái cổ phiếu, cổ đông như thế nào, họ làm ăn. Nhưng mà ở bên trong đó là mấy cái thằng mà cộng sản Việt Nam á, nó mượn cái chỗ đó để mà nó rửa tiền ăn hối lộ của nó. Nó đâu có dạy gì mà nó nói, ê trái na, bây giờ mày muốn tao mua hàng hóa máy móc sản phẩm của tụi mày phải không? Mày muốn đút lót tao để tao đồng ý tao mua y tế, nhập thuốc men từ bên Trung Quốc qua phải không? Mày hối lộ cho tao đi, rồi tao cho mày thắng thầu. Nó đâu có dạy gì mà nó thằng ăn hối lộ nó đi lấy tiền thẳng của mấy cái người mà đưa hối lộ ở nước ngoài. Nó nói ok mày muốn hối lộ tao phải không? Đó, lại cái công ty đó, cường đô la gì đó, mày tới đó, mày mua vài ba cổ phiếu cho tao. Mua, nhưng mà tên đó là tên của vợ con, đồ này nọ đó. Đó là lý do tại sao mà tụi nó có tiền. Chứ đừng có bày đặt mà biện hộ nói, tại vì vợ con có mấy cái người làm chính trị gia, người ta làm ăn cho nên người ta có tiền cho con cái, người ta ăn học. Vậy tại sao bao nhiêu người dân người ta làm ăn không thành công? Mà 1.000 thằng cộng sản nó là Việt Nam nó làm ăn nó lại thành công. Các bạn hiểu không? Xin phép các bạn cho mình húp một miếng trà đá.
dân chúng ở bên mấy cái người giàu ở bên Trung Quốc hả, người ta có tiền bao nhiêu hả, người ta cho con cái của người ta đi đi qua bên Mỹ sống hết. Cái nghề của mình nè, mà ngày nào mình cũng chở mấy cái em học sinh người Trung Quốc đó, con nhà giàu, bước lên nghề của mình nè, mình làm gần cả chục năm nay, bước lên xe mình ngửi cái mùi là mình biết cái người đó là như thế nào rồi, giàu hay nghèo rồi. Giống như mình làm trong cái nghề của mình á, mình tiếp xúc từng người, mình để ý cái cách người giàu, người trung lưu như thế nào. Các bạn biết không? Nhưng mà có một điều á, mình công nhận á, mấy cái người giàu á, là người ta keo kiệt lắm. Cái tư cách của người ta khó, ai làm taxi ở bên Việt Nam là người ta cũng đều đồng ý. Mấy cái người giàu á, thì người ta chảnh lắm, nhưng mà cái đó nó cũng bình thường thôi. Tại vì người ta có tiền, các bạn biết không? Còn mấy cái người mà trung lưu đồ, mấy cái người mà không có làm ra tiền á, người ta nói chuyện rất là dễ thương, lên xe đồ này nọ, người ta không cần nói cho mình tiền bo. Nhưng mà một hồi nữa đó là người ta cho mình tiền bo từ ở trong cái app, cái ứng dụng, cái tài khoản Uber của mình á, người ta cho bằng tiền ở trong đó đó, người ta không có, ở bên Mỹ người ta không có dùng cái tiền mặt, người ta cho. Ở bên Mỹ á, dân Mỹ á, bây giờ đại đa số người ta đi làm móng tay á, người ta cho tiền bo mấy người thợ móng tay, người ta không có cho tiền mặt như ở bên Việt Nam, người ta cho bằng ứng dụng. Cái người thợ móng tay người ta làm xong á, cái người ta nói ok bây giờ tôi muốn cho bạn 20 đồng tiền tiếp, bạn cho tôi cái số phone hay cái nickname ở trong cái tài khoản ứng dụng Venmo của bạn, hay là Cash App hay là cái gì đó. Đó là người ta cho. Bây giờ thời buổi giờ không có ai mà, ít có ai mà cầm tiền mặt lắm. Giống như mình cũng vậy nè, mình đi tới ba lẻ mấy cái nhà hàng Việt Nam cũng vậy, để mình cho tiền tê mình cũng cho tự trong cái thẻ, mình không có tiền mặt. Tại vì mang tiền mặt ở trong người á, nó giống như nó phiền lắm, mình móc ra mình thòi mình cầm nó lộn, các bạn biết không? Còn cái kia là số này nọ là nó cố định, mình đi đổ xăng cái là mình lấy cái điện thoại ra mình scan vô đó. Mình trả bao nhiêu đổ xăng mình thanh toán, mình móc cái phone ra cái là cái người nhân viên người ta có cái cây súng, người ta scan vô 20 đồng, người ta lấy 20 đồng tự ở trong cái barcode đó, ở trong cái phone của mình. Đi chợ đi bố như là mình móc cái điện thoại ra mình tính tiền, nó tiện, các bạn biết không? Còn cầm tiền mặt á, mình thòi qua thòi lại á, rồi nhiều khi người ta nói xin lỗi tôi không có tiền lẻ, rồi nhiều khi các bạn móc ra tợ 100 á, bên Mỹ á, người ta không thích tợ 100. Nói cái vấn đề mà người Mỹ người ta không thích tợ 100 á, các bạn ở bên Việt Nam các bạn nghe nó mắc cười. Ai sống ở Mỹ người ta cũng biết đó. Các bạn biết tại sao không? Mình đưa tợ 100 ra đó là cái người nhân viên á, là người ta bị trong cái học tủ của người ta đó, là người ta sẽ bị mất đi nhiều cái tiền lẻ để người ta thồi cho nhiều hành khách khác. Với cái tờ 100 á, mà lỡ như mà cái mấy cái tiền giả đó, có nhiều nhân viên á, người ta sơ ý á, thời buổi bây giờ tinh vi lắm, mấy cái thằng Bắc Triều Tiên á, nó in tờ 100 tiền giả ra đó, nó in giống thịt à. Mà lỡ như mấy cái người mà người ta mới vô làm, người ta chưa có kinh nghiệm, mà mấy cái người nhân viên mà làm nghề thanh toán cashier á, mà người ta nhận vô tờ 100 giả đó, đại đa số trên nước Mỹ, các bạn đi tới mấy cái nhà hàng, đi tới mấy cái tiệm tạp hóa là người ta thường thường viết cái chữ lắm. Ở đây chúng tôi nhận một tờ lớn tối đa là chỉ có 20 đô la thôi. Tức là mình đưa tờ 50, 100 á, người ta không nhận. Trừ khi mấy cây xăng đồ á, có những nơi á, nhà hàng đồ á, thì người ta biết. Cái đó là mình cần ăn, mình đói, mình ăn, mình cần đổ xăng, thì người ta dùng cái tờ 100 của mình. Còn ở bên Mỹ mà các bạn đi mua chợ búa đồ, các bạn mà muốn cần tiền lại á, thay vì ở bên Việt Nam á, đang phát triển nó chưa có văn minh phải không, thì các bạn muốn cần tiền mặt á, các bạn phải đi tới cái cây ATM. Còn bên Mỹ không có, bên Mỹ các bạn đi tới mấy cái tiệm tạp hóa, mấy cái cây xăng hay là mấy cái chợ với bất cứ tất cả mọi Starbucks đồ, cà phê đồ vậy đó, Walmart đồ vậy đó, các bạn cầm cái thẻ nhà băng phải không, các bạn đi vô các bạn thanh toán, các bạn mua xong các bạn nói tôi trả xong nhưng mà tôi cần 20 đồng tiền mặt để một hồi nữa tôi dùng tiền đó tôi đi giặt đồ hay làm gì đó, thì cái nhân viên đó người ta đổi cho mình, nói theo tiếng Việt Nam là người ta đổi cho mình. Tức là thay vì mình cầm cái thẻ ATM ở bên Việt Nam, mình đi tới cái cây ATM mình mới rút tiền,
Còn bên Mỹ không cần, ở bên Mỹ tiện nghi lắm. Mình đi tới tất cả quầy thuốc Tây hay là chợ búa gì cũng gì, mình mua cái món gì 1 đồng 2 đồng á, thì trong cái tiếng Mỹ họ gọi là cashback á, tiếng Mỹ nó gọi là cashback á. Mình mua bột nước đá hay bột táo, bột chuối, bột gì đó 5-3 đồng. Xong mình nói bây giờ tôi cần 20 đồng tiền mặt nè anh, tôi có cái thẻ đây nè anh đưa cho tôi 20 đồng. Nói theo cái cách tiếng Việt Nam là người ta đổi giùm mình á, mình cần bao nhiêu tiền mặt, nhưng mà người ta có giới hạn trung bình là tối đa là 200 đô. Đó, người ta đưa cho, người ta đổi. Người ta làm cái ATM á, người ta đổi tiền cho mình. Thì người ta đưa cho mình 100, 200 á, nhưng mà người ta lấy tiền từ ở trong cái thẻ ATM của mình. Cái câu hỏi á, đặt ra tại sao người ta phải làm như vậy? Không có tốt gì đó, cái nào nó cũng có lợi cho đôi bên đó đó. Tại vì mấy cái chợ búa, mấy cái quầy thuốc tây á, là cuối ngày á, là người ta phải mướn mấy cái xe, mấy cái công ty bảo hiểm đi tới lấy tiền. Tiệm vàng, tiệm hột sòn, mấy cái người mà người ta kinh doanh ở bên Mỹ á, người ta không có cầm vàng hay là cầm tiền nhiều, các bạn biết không? Tới cuối ngày á, là cái xe bảo hiểm á, mấy cái người mà nhân viên mà an ninh á, bảo vệ đó, người ta có cái xe, xe lấy tiền, người ta tới người ta lấy dịch vụ á, người ta lấy. Thì thay vì bây giờ cuối ngày á, bây giờ mình có nhiều tiền quá, mình phải đưa cho cái thằng cái xe đó. Thôi bây giờ mình ở đây mình có tiền mặt nè, mình đưa cho khách hàng của mình, người 20-30 gọi là cashback á, người 100, người 20-30 vậy đó, người ta lấy giùm mình. Nhưng mà cái thẻ của người ta đó là người ta, cái tiền mà mình đổi cho người ta là nó đi thẳng vô cái ngân hàng của mình. Mình không có cần phải mướn mấy cái anh bảo vệ security, mấy cái anh mà đi lấy tiền mặt giùm mình đó. Không cần họ phải đi lấy. Còn thôi họ đi tới lấy á thì họ không có lấy cái số lượng nhiều. Tại vì trong cái ngày đó đó là có nhiều khách hàng đó, người ta đưa cái thẻ ATM đó là mình đổi cho họ. Các bạn biết không? Cho nên tại sao mà mình thường nói mấy người Cộng sản Việt Nam nó không biết cách làm ăn. Mặc dù động động á, nó nói quai phong, nó nói là thời buổi bây giờ ở Việt Nam là thời buổi 4.0, 4.0 con mẹ gì. Ở Việt Nam chỉ có 3G, 2.1 chấm thôi chứ làm gì mà được 4 chấm. Nói cái gì ở bên Việt Nam cũng có, nói bà xạo làm cái gì ở Việt Nam cái gì cũng có. Mấy cái người Việt Nam người ta đi du lịch qua bên Thái Lan, người ta danh sủ, người ta mua quà, mua mỹ phẩm, mua mấy cái người phụ nữ á, mua tùm lum tùm la, không có kiện mà ginh con mấy người Việt Kiều cũng vậy đó. Mỗi lần về Việt Nam mà. Xin phép các bạn cho mình húp một miếng trà đá. Giải trí bỏ ra thêm ít phút để giải trí đến với tất cả các bạn, xong cái mình đi ra ngoài công viên này nè, mình tản bộ một vòng. Bên cái bang của mình đó, nó nằm cạnh bên cái mé biển Atlantic đó, cho nên mùa nào cũng gặp gió đó. Ở đây mình thấy nó im im gì chứ, đi bộ lên một khúc ở trên cái đồi kia, mấy cái nhà chòi á, đi lên trên cái đầu kia là nó ồn lắm. Chứ không thôi mình đi lên cái chòi để mình ngồi, có cái bàn á, mình để cái máy. Mình đậu xe trong cái bãi này cũng là cái bãi công cộng nè. Nói chung là ở Mỹ rất là thoáng. Nếu mà mình biết cách suy nghĩ ở bên Mỹ là giống như là ở thiên đàng vậy đó. Tỉnh thoảng mình lái xe mình chở bà xã mình đi chợ đi búa. Xong cái mình nói chuyện với bà xã, mình nói em, tâm lý con người là người ta thích đi tìm cái sự đau khổ, chứ người ta không có quý những cái gì người ta đang có. Chẳng hạn như mình nói chuyện với bà xã của mình đó, mình nói chẳng hạn như em thấy không, ở bên Mỹ ai cũng có cái chiếc xe ô tô đó. Nếu mà mình không có nhiều tiền mình mua xe hiệu đó, thì mình bỏ ra 3-4 ngàn đô. Như đứa con trai của mình nó chạy chiếc xe cách này 2 năm là mua 9 ngàn, thế má rồi luôn, là 9 ngàn đô. 9 ngàn đô là thế má rồi luôn á, chứ còn mà không có tính thế đó, là có khoảng chừng 8 ngàn mấy trăm mà nó chạy 2 năm nay.
Tại vì ở bên Việt Nam Cộng sản họ đánh thuế xe ô tô rất là cao, đâm ra giống như cái xe của mình hiện tại bây giờ cái giá trị của cái xe này nè. Nếu mà các bạn cầm cao khoảng chừng 6.000 đô là các bạn ra các bạn mua một cái xe giống y hệt như mình nè, đời 2017. Có cái điều nó cao mai thôi, không quá 6.000 đô. Nhưng mà cái xe cùng đời, cái xe của mình á, mà các bạn về bên Việt Nam các bạn mua á, là phải trên 10.000 đô, là cái giá của nó gấp đôi. Nhưng mà trên 10.000 đô á, cộng sản á, nó cái gì nó cũng cấm á đó. Vì cái lý do đó đó mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu mà một cái đất nước mà muốn phát triển, mà muốn cho con người của người ta sáng tạo, chế cái này cái kia ra đó, là các bạn phải thoáng lực, không có cấm. Mặc dù là những cái nước tư bản á, người ta không có thích cái đồng tiền Bitcoin, nhưng mà ở mấy nước tư bản á, không có cấm. Các bạn thấy TikTok không? Đúng ra TikTok á, là không có cấm, nhưng mà phải ra điều kiện á, là cái tụi Tàu á, đặt cái máy chủ ở bên Mỹ. Nhưng mà tới giờ phút này luôn, Mỹ nó cũng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Tại vì mấy cái nước tư bản người ta không có cái gì người ta cấm á, cái gì mới mẻ ra là người ta cho xài hết á. Ứng dụng gì ra, cứ sáng tạo ứng dụng gì ra là người ta xài hết đó. Nó còn ở bên Việt Nam cái gì nó cũng diệt, cái gì nó cũng cấm hết đó, cho nên đâm ra đất nước nó không có phát triển. Thì một ngày nào đó bên lĩnh vực làm phim á, cũng không có phát triển, tới lui thì phim Việt Nam là tới lui là chỉ có bao nhiêu cái giống như cái ao làng, cái level nó cũng là bao nhiêu đó thôi. Cũng như Việt Nam các bạn thấy không, đá banh tới đá banh lui á, thì lâu lâu á thì ngang hàng như Thái Lan, nhưng mà đại đa số là cũng dưới cơ cái thằng Thái Lan, kể cả thua cho cái thằng Indo luôn ngành đá bóng á. Tại vì cộng sản họ độc tài, họ không có dùng mấy cái người Việt kiều ở nước ngoài, các bạn biết không đó. Trước đây có một vài cầu thủ ở nước ngoài á, người ta đi về người ta đá cho mấy cái đội tuyển quốc gia, mấy cái đội tuyển ở bên Việt Nam, câu lạc bộ á, rồi cũng bị hả lấn ép người ta. Nhân tài không bao giờ mà có, mình nói tới nói lui các bạn đừng có mơ, không có một cái nhân tài mà các, bây giờ đơn giản thôi, các bạn chỉ cho mình có một người nào mà mấy chục ngàn học sinh du học mà từ hồi xưa tới giờ có một cái bạn nào mà cầm cái bằng IMT, cái bằng Harvard mà làm lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam không? Các bạn chỉ cho mình một người đi, mình hứa chắc với các bạn ngày mai mình xóa cái kênh của mình bỏ luôn. Các bạn cho mình thấy một cái ông tổng bí thư, một cái chủ tịch nào mà có cái bằng cấp đại học của bên Mỹ về không? Không có. Càng mà cầm đại học ở nước ngoài về là cộng sản nó càng sợ. Nó sợ nhất là mấy cái người thông minh lên nắm đầu lật đổ nó. Đó. Cái bọn tiểu nhân nó, bởi vì mình mới nhìn ra đất nước mình mới... Bây giờ thôi, người ta thương dân, thương nước, người ta hy sinh mẹ nó, xóa sổ cái đảng Cộng sản như cái thằng Nga Xô đi, tuyên bố giải thể đi, rồi cho Việt Nam của mình khắp ở trên toàn thế giới, người ta quy tụ về, người ta đem tiền, đem của, đem trí tuệ về, người ta giúp để đưa đất nước chúng mình lên như Nam Hàn với Nhật Bản. Nó giả bộ thôi, cái thằng thủ tướng ở bên Việt Nam, nó làm bộ, nó giả bộ, nó nói... À, Việt Nam cần tiến lên khoa học đồ cái này cái kia, nó đang gu ngủ người dân, không có cái thằng khoa học nào. Bao nhiêu nhân tài người ta giỏi toán cái là người ta đi đại học Mỹ, nó bút đi qua bên Mỹ nó dạy học rồi. Bao nhiêu học sinh người ta vừa chưa kịp lãnh bằng ở nước ngoài nữa là người ta ở lại người ta làm việc ở nước ngoài vậy. Không có cái thằng khôn, cái thằng dạy nào mà đi phục vụ cho cộng sản hết á. Cái lý do mà mình thường hay nói cái bọn dốt nó không biết làm kinh tế á, giống như cái bộ phim đua xe The Fast The Furious mới đang chiếu ở rạp á, người ta mới có phát hành trong 5 ngày đầu tiên mà người ta thu doanh thu, người ta trên toàn cầu, tổng trên toàn cầu người ta thu về đứng hàng thứ 2 trong năm, thu về trên 300 triệu nội trong 5 ngày. Mà nó nói mà ở Việt Nam nó chơi tùm lum tùm lá đó. Đạo diễn với cái người, cái nhà phân phối, mấy cái người kịch bản, mấy cái người đạo diễn, mấy cái người đầu tư cho cái bộ phim đó, người ta đã nói rồi, cái phim này á, là nó có tổng cộng là ba phần. Cái phim Fast Furious, Vin Diesel đó, cái phần hiện bây giờ mà đang chiếu ở trong rạp trên toàn cầu á, là nó chỉ là một cái phần đầu trong ba phần của cái tập 10.
Thì đương nhiên là nó chưa có hết cái nội dung, nó mới có đang sơ khởi trong một cái câu chuyện, trong một cái phần đầu thôi. Đó, ở bên Việt Nam á, đâu có hiểu tiếng Anh cho nên đâu có đạt được cái cảm xúc, các bạn biết không. Nhưng mà phim á, cái gì cũng vậy, mình phải đi vô mình xem á, là mình phải đừng có giống như là muốn như cái ý của mình phải nghĩ á, là nó mắc cái nực này cái kia. Một á, là nó có cái câu chuyện hay, còn hai á, là nó đầu tư vô hành động từ đầu tới cuối, các bạn biết không. Thì cái số người khách đó, người ta vô người ta muốn có cái câu chuyện mà người thấy quýnh ầm ầm lửa cháy đua xe từ đầu tới đuôi thì đương nhiên người ta không thích. Còn mà bên cái top mà người ta thích hành động á, người ta coi từ đầu tới đuôi hành động, quýnh đánh đấm đá xe cháy từ đầu tới đuôi á, là người ta lại thích. Nhưng mà cái phim đó là ở trên toàn cầu á, là người ta thu hút khán giả, người ta doanh thu rất là cao, trừ ở Việt Nam thôi. Thì thay vì ở bên Việt Nam người ta viết báo rõ ràng đi, người ta không nói. Mấy cái phim Việt Nam, mấy cái phim dởm đầu tư, lắc cắt lẻ kẻ, không có bao nhiêu, không có câu chuyện, không có hay. Làm sao mà so sánh với bằng Hollywood. Thì nói ô cái phim Nhà Bà Nữ mới vừa chiếu công chiếu 2 tuần lấy về mấy ngàn tỷ Việt Nam đồng. Mà nó không có chê bai gì câu chuyện hết á. Còn phim Fast Furious đó, tập 10 của người ta vừa tung ra 5 ngày lấy trên 300 triệu Mỹ Kim. Chỉ có chiếu trong vòng 5 ngày thôi. Mà ở Việt Nam nó viết báo, nó chê lên chê xuống, nó nói ơi tập 10 kỳ này ở Việt Nam nhiều người người ta không có thích đồ này nọ, cốt truyện rồi nó không hay. Tại vì cái đạo diễn nhà đầu tư là người ta đã nói rồi, là đây là chỉ có một phần trong ba cái series, ba tập. Tức là mình chờ đón xem thêm 2 tập nữa thì nó cái câu chuyện của nó mới hoàn tất. Các bạn biết không? Việt Nam không có biết làm kinh doanh. Khi mà mình nói cái câu mà không biết làm kinh doanh đó, không phải là mình coi thường, nhưng mà mình là một cái người mà mình đứng về một cái người tiêu dùng, mình sống ở những cái nước tư bản mấy chục năm, mình nhìn thấy những cái cách thức mà người nước ngoài người ta làm ăn, một cái quốc gia người ta điều hành, chính phủ người ta, các bạn biết không. Thì ở bên Mỹ á, tại sao mà người ta có các bộ môn bóng gỗ, bóng chày, nói chung là đêm về đó là cuối tuần á, là người ta có đủ cái bộ môn hết đó. Cái chính là cái gì? Cái chính là kinh tế. Thì các bạn nghĩ đi, trong một đêm như vậy á, là khán giả người ta ùng ùng người ta tới xem đại nhạc hội hip hop nè, người ta tới người ta xem đại nhạc hội ca nhạc buồn nè, người ta vào gặp phim, trong gặp phim người ta có mấy chục bộ phim nè. Ai thích phim tình cảm thì vô cái phòng đó coi phim tình cảm. Ai thích phim hành động thì vô cái phòng đó coi phim hành động. Ai thích phim ma thì vô cái phòng đó coi phim ma. Các bạn không, người ta tải ra cho đủ sự chọn lựa, hết toàn bộ hết. Giống như nhà hàng ở bên Mỹ cũng vậy, bất cứ nơi nào người ta có đầy đủ nhà hàng quốc tế hết đó, loại gì người ta cũng có hết đó. Dân di cư trên khắp thế giới, nhân tài đổ về người ta nhận vô hết. Các bạn biết không? Còn ở Việt Nam á, tối về á, là nó độc quyền, nó chỉ có tìm cách là nó lăn xê làm sao, là chỉ có dồn lại một cái gạp để xem Đàm Vĩnh Hưng thôi. Chứ nó không có tiên truyền, nó không có chỉ dẫn người dân đi qua xem những cái gạp khác. Các bạn biết không? Rồi tối về đó người ta đi coi thể thao ở Việt Nam á, là nó chỉ có một bộ môn đá banh thôi à. Nó bị mất đi những cái phần thu của những cái người khác. Một số người người ta không thích đá banh, người ta không tới. Thử thời bây giờ chơi cái bộ môn nào mà người ta thích đấy, người ta tới liền à. Các bạn hiểu không? Nó muốn độc quyền gì á, mình không có cái sự chọn lựa. Giờ thì sao? Tối nay cái người nhà của mình rủ mình đi coi đá banh, mình không thích đi mình cũng phải đi. Tại vì ngoài cái bộ môn đá banh ra, nó đâu còn cái bộ môn gì khác để cho mình đi, thì định ra mình phải đi. Đó là họ không có biết cách làm kinh tế. Mình đừng có nhìn là mình nhìn mỗi một cái lĩnh vực hay mỗi cái bộ môn. Tổng quát cuối ngày thì sao? Thì tất cả nhiều người, ai cũng có phát huy tài năng, người ta cũng có công ăn việc làm. Bây giờ nói đơn giản gì cho các bạn dễ hiểu thêm. Ok. Bây giờ ở Việt Nam của mình hiện tại bây giờ nó chỉ có một cái bộ môn bóng đá không à. Nhưng mà trẻ em của mình nó sanh ra mỗi một cái thế hệ, thế hệ nó khác nhau. Từ hồi nào tới giờ Việt Nam mình thích cái bộ môn bóng đá, bây giờ có thể những cái em nó mới lớn lên, có cái em nào bỗng dưng nó sanh ra
trời cho nó cái năng khiếu, nó giỏi về đánh cầu lông, nó giỏi về đánh tennis, nó giỏi về đánh bóng chày, nó giỏi về cái môn này môn kia. Thì mình, nhiệm vụ của chính phủ là mình điều hành, là mình phải hỗ trợ cho mấy cái em đó, người ta có cái xăng để mà người ta phát triển cái tài năng của người ta. Còn cái đằng này đá banh không, rồi mấy cái em giỏi bên cái ngành bóng chày là không có sân chơi, không có môi trường để người ta sống, thì làm sao mà ở Việt Nam mà đòi hỏi có nhân tài được. Còn ở bên Mỹ không có. Cái khác của bên, có nhiều người nói người Việt Nam cũng là con người, người Mỹ cũng là con người, thì người Ấn Độ cũng là con người, người Chinese, người Tàu cũng là con người. Nhưng mà nó không khác các bạn. Cái môi trường, cái chế độ nó khác nhau. Cái môi trường với cái chế độ nó khác nhau. Các bạn biết á, mấy cái người Mỹ, đại đa số người Mỹ, người ta giống như ở bên Việt Nam á. Thí dụ mình tới mình mua một cái gì đi, phải không? Cái người bán á, thay vì người ta thiện chí, người ta muốn có cái lòng giúp đỡ mình, phải không? Người ta ginh giùm mình, phải không? Không có. Người ở bên Việt Nam á, mình tới mình mua cái, gõ gõ cửa cái nó đưa cho mình, tự mình ginh. Nhưng mà mình thấy ở bên Mỹ đại đa số á, nó bán niệm hay bán những cái gì mà đồ nặng cho mình á, là lúc nào á mình tới mình nói để tôi phụ anh tôi ginh ra, mình để ý luôn 100% luôn, họ không có để cho mình làm như vậy đâu. Họ sợ mình thử lòng, họ là cái người mà lợi dụng công sức á. Mình để ý luôn, kể cả người Mỹ gốc Nam Hàn cũng vậy đó. Mình đã từng gặp rồi. Những cái món nặng á là họ ginh, họ bán cho mình ở trên mấy cái mạng đồ cũ chợ trời. Ở trên bán đồ cũ ở trên Facebook rồi đó, mà những cái món nặng á, tivi đồ này nọ hay là niệm rồi đó. Mình tới cái mình nói để tao với đứa con trai của tao ginh cái miếng niệm. Nó nói không, để tao phụ mày, tao ginh ra. Mà không phải là một số nhỏ đâu, đại đa số luôn. Con người cũng là con người, nhưng mà cái văn hóa, cái môi trường nó khác nhau. Ở bên Mỹ á, mình đi vô cái cửa mình dịnh á, đừng có nghĩ là mình ích kỷ, là mình nói trong đầu của mình kiểu Việt Nam á, đơn giản mình nói tội vậy tao phải dịnh cửa cho mày. Không phải, ở Mỹ không phải là ai dịnh cho ai. Cái người nào mà tiện đứng ngay đó đó, bề nào mình cũng đã mở cho mình rồi, mình dịnh cho người ta luôn. Rồi cái người khác á, người ta dịnh ra cho người khác, giống như di truyền vậy đó. Người này giúp người kia giúp người nọ giúp người kia. Chứ không phải cái chuyện là tao cửa mày tự mày mở đi, tao không có ở không, nghĩ ích kỷ kiểu như là tao không có ở không mà tao dịnh cho mày đâu. Không có. Cái dân, con người là con người, với cái văn hóa, cái xã hội nó khác nhau. Cho nên ngày nào mà cộng sản nó còn cai trị người Việt Nam của mình, nó đừng có mong mà phát minh được những cái người tài bên Việt Nam. Động động cái nó làm bộ, nó gu người dân ngủ, nó kêu gọi hả người tài gia nhập vô đảng. Cái dài 3 tháng cái nó nói chúng ta phải tiến lên khoa học. Nó chuyện đứa con nít nó còn biết mắc cười nữa. Việt Nam làm gì có khoa học, bao nhiêu người giỏi người ta bỏ người ta đi hết rồi. Đừng có nói gì đâu xa. Các bạn thấy mấy cái người mà làm YouTube ở bên Việt Nam không? Ai mà trúng mánh mà làm ra nhiều tiền hả? Lần lần là người ta cũng mượn đường, người ta giả bộ, người ta đi qua bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc đồ, người ta đi du học, người ta làm YouTube. Người ta ở luôn, người ta không có thèm về. Người ta ở luôn, người ta không có thèm về. Còn mà mấy cái thằng mà Việt Cộng nằm dung á, lúc nào nó cũng nói là nó khen ở bên Việt Nam này nọ. Nhưng mà tại sao các bạn không tự hỏi? Cái ngày đầu tiên á, nếu mà mày khen Việt Nam nó tốt như vậy á, cái ngày đầu tiên mày sao mày nở lòng mày lên mày xin phỏng vấn, mày giơ tay lên mày thiên thệ, mày thề mày xin tầng Mỹ, mày muốn đi qua Mỹ mày sống? Tại sao từ ngày đầu tiên mày không ở tại Việt Nam, mày lập ra cái kênh đi? Các bạn biết không? Rồi có nhiều người Việt Kiều á, người ta đi qua bên đây nè, nước Mỹ á, nó rộng thênh thang 50 tiểu bang à. Cái lỡ như nó ở cái tiểu bang nào mà tiếc nhiều quá đó, cái đang thiếu tiền nhà băng mua trả góp, mua nhà chung cư đồ ở, cái bắt đầu cái bị thiếu thốn á. Thì con người mà khi mà thiếu thốn là mình quản trí, mình hay so sánh, mình nghĩ cái này cái kia lắm. Cái bắt đầu hả, bán này đều nợ hết nhà cửa đồ hết đó, đang nợ nặng ngân hàng như vậy đó.
tiết đồ lạnh quá chạy về Việt Nam, cái bắt đầu ngồi Việt Nam mở cái kênh ra cái nói tốt về Việt Nam. Ở đi sống lâu đi rồi mới hiểu. Biết bao nhiêu người Việt Kiều người ta đi về Việt Nam, thời gian người ta trở lại bên Mỹ qua bên nước ngoài. Tại vì mấy cái người đó đó là người ta chưa có đụng vô sức khỏe, người ta chưa có đụng chuyện, người ta không có nghĩ tầm xa. Các bạn biết không? Cái người nghĩ tầm xa là như thế nào? Nghĩ tầm xa bây giờ như vậy nè. Hiện bây giờ là trời nó mới vừa, thời tiết nó mới vừa bắt đầu vô mùa hè thôi. Thì hiện tại bây giờ đó là cái thời tiết là nó chưa có nóng. Phải không? Nó chưa có nóng. Nhưng mà cái người nghĩ xa đó, người ta nói á, 3 tuần nữa tới tháng 8, tháng 7 á, giữa mùa hè đó là nó nóng lắm. Bây giờ mình chuẩn bị, mình gắn máy lạnh đồ, mình lo những cái thứ mà tới mùa hè nó lỡ như nó cháy cầu chì đồ, người ta xài máy lạnh quá tải đồ này nọ đó, mình cần đèn cày đèn gì đó, nước nôi đồ đó mình thủ sẵn. Đó là những cái người nghĩ xa. Còn mấy cái thằng Việt Cộng nằm dùng ở đây là nó chỉ có nghĩ là hiện nó chỉ có nhìn hiện tại bây giờ thôi. Mình đi về Việt Nam hả, là mình nó hả, thời tiết nó ấm áp, nó không có lạnh tiết giống như ở bên đây. Mình đi về Việt Nam á, là mình không có phải trả tiền góp ngân hàng đồ như vậy đó. Mình không có phải mua bảo hiểm xe đồ như vậy đó. Nhưng mà họ quên rằng á, đúng là ở Mỹ là các bạn chạy xe, các bạn trả góp, các bạn phải có bảo hiểm, các bạn phải trả điện thoại, internet này nữa kia, nó nhiều thứ bill. Nhưng mà các bạn phải nên nhớ một điều đó là ở bên Mỹ á, các bạn cần có việc làm á, là các bạn có việc làm ngay. Ở bên Mỹ á, là không có ai mà bị thất nghiệp hết đó. Nếu mà cái hãng mà Amazon hay cái hãng ấy, Facebook hay Google, những cái đại gia mà nó sa thải công nhân á, là nó có cái bảo hiểm nó nuôi người ta 1 năm, 2 năm. Chứ không phải là ở bên Mỹ mà nói ô tôi bị sa thải rồi tôi mất việc rồi là đói, không có. Ở bên Mỹ là mình thất nghiệp á, là chính phủ người ta lo bảo hiểm của các công ty, người ta có cái bảo hiểm thất nghiệp á. Giống như ở bên Việt Nam mà người ta đi làm công nhân cơ quan xí nghiệp rồi người ta mua bảo hiểm y tế, nó giống tương tự như vậy đó. Còn ở bên Việt Nam là thất nghiệp là mình tự mình lo cho mình luôn. Ý mình nói là mấy cái thằng Việt Kiều nằm dùng á, nó tính sai là tính như thế nào. Ok, hiện tại bây giờ nó đi về Việt Nam, đúng là nó đi về Việt Nam, nó tiền nào của nấy, các bạn biết không, nó đi về Việt Nam thì do cái môi trường bác sĩ người ta không có giỏi, thuốc men người ta không có giỏi, nó đâu có nghĩ tới lỡ nhưng mà nó ăn cái gì nó trúng cho nó bị ngộ độc đâu, nó đâu có biết là ở Việt Nam người ta đâu có thuốc giải độc. Các bạn biết không, nó chưa có nghĩ xa. Đó là cái người mà người ta không có cái tầm nhìn xa, người ta chỉ có nhìn cái lợi trước mắt thôi. Cái xa là cái gì? Nó đi về Việt Nam nó sống, ok bây giờ nó ra quán cà phê rồi nó uống đồ này nọ vậy đó. Bỗng dưng một ngày nó xài hết tiền ở trong cái ngân hàng của nó. Còn ở bên Mỹ mình hết tiền là chính phủ nó, mình đi lên nó cho mình tiền ăn. Các bạn biết không, bây giờ ai mà nghèo không có quần áo á, ở trong cái bang của mình đi tới cái hội mà nó, cái tên cái hội nó là ABC á, ABCD á, mình lên đó, ở trong đó hả, nó có quần áo mà người ta giống như mấy cái người mà người ta không có mặc nữa, người ta từ thiện đó, nó treo vô đó trong cái kho đó, trong cái hội đó đó, trong cái bang của mình á. Mùa đông tới không cần mua máy lạnh, không cần mua áo lạnh, người nghèo á, đi tới cái hội ABCD đó đó, đi vô đó các bạn gõ Google đi, ABCD á. Còn mà cộng đồng người Việt Nam á, là mình đi tới cái trung tâm, nó gọi là Hội Việt Mỹ. Hội Việt Mỹ, mình đi tới cái trung tâm đó, mình cần cái gì, nó bây giờ nói tiếng Việt luôn. Bây giờ tôi mới vừa định cư qua bên Mỹ, tôi cần việc làm, là người ta giới thiệu cho mình việc làm. Bà xã của mình nè, hồi xưa đó, ba má vợ của mình bảo lãnh qua bên đây á. Mấy cái hội đó người ta đi tới hả, người ta chở đưa rước tới giới thiệu, đi mai đồ, làm xí nghiệp, làm chỗ này chỗ kia, người ta lo từ A tới Z luôn. Mấy cái người mà Việt Kiều ở bên cái bang của mình mà làm chủ nghề xây dựng, chủ hồ đồ, chủ xây cắt đồ, móng tay, chủ nhà hàng đồ, người ta kiếm người làm không có ga. Các bạn hiểu mình đang chia sẻ không? Tức là mấy cái thằng Việt Kiều nằm dùng á, nó chỉ có so sánh cái hiện tại thôi, nhưng mà ở Việt Nam á, đi xin công việc kiếm tiền á, nó không có phải là dễ. Còn ở bên Mỹ á,
mình trả tiền xe, mình trả tiền thuê nhà, hay là mình trả tiền góp mua nhà, mình trả tiền các thứ, nhưng mà mình đi kiếm việc làm á, nó không có khó. Giống như cái nghề của mình nè, ai mà ở bên Mỹ người ta đang làm cái nghề lái xe Uber người ta biết nè, mình chỉ cần mở phone lên là có khách lập tức liền, trong vòng 5 phút có người gọi mình liền. Chứ không phải giống như ở bên Việt Nam mà các bạn chạy taxi mà các bạn đợi 2-3 tiếng, có nhiều khi ngày các bạn không có một cuốc xe nữa. Ở bên đây là mở phone lên là chạy taxi tất gì không biết nữa. Bù qua sớt lại là mọi công dân Mỹ giàu nghèo gì, cuối ngày rồi ai cũng đủ tiền để mà mình thanh toán tiền bảo hiểm xe, tiền này tiền kia. Tại vì á, mình phải xài như vậy á, thì cái kinh tế nó mới đi lên. Còn mình không xài như vậy á, thì nó không có di chuyển, kinh tế nó không có lên. Phải không? Nếu mà mình không làm ra tiền á, mình không dư tiền á, thì mình đâu có tới mình mua đồ ăn nhà hàng. Phải không? Giống như á, trước đây á, là ngày nào cũng vậy đó. Ngày nào đều đặn luôn, 365 ngày là mình đều đi mua một bọc nước đá. Tùy theo loại bọc. Bọc 5kg, 10kg, 20kg vậy đó. Thì trung bình đó, mình mua một cái bọc là 4 đô. Còn mà mình mua cái bọc nhỏ đó, nhỏ nhất á, bọc 2kg á, 2kg là 5 pound á. Thì cái bọc đó là cái giá lúc hồi xưa đó là mình mua có 1 đồng mấy, 2 đồng và xong dạo này nó lạm phát lên. Từ từ cái nó nâng giá lên. Thì ở bên mấy cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ đó, cái giá 2 đồng á, bây giờ nó tăng lên 3 đồng. 3 đồng á, thì mấy cái người dân Mỹ như mình vậy nè, thấy ủa tại sao bọc nước đá 2kg mà ngày xưa mua mấy tháng trước mua 2 đồng mà bây giờ lạm phát lên 3 đồng. Cái người ta đi tới những cái tiệm bán giá rẻ. Rồi bây giờ dần dần cái ai cũng lên hết. Ai cũng lên hết thì bây giờ ở nhà đó mình để nước đá ở nhà, tự mình làm nước đá bỏ vô máy lạnh, mình khỏi mua luôn. Đó, khi mà mình không xài tiền á, thì mấy cái người tập quá đó người ta không có thu ra tiền được, mấy cái chợ búa người ta bị mất khoản thu, thì dần dần tất cả mọi người người ta dẹp tiệm hết. Báo chí bên cái địa phương mình mới loan tin là có một cái khách sạn ở quận nhất ở Boston đó, do tình hình kinh tế lạm phát nè, mới đây nè, cách nay mấy hôm nè, báo chí tin tức loan tin nè, không có tiền trả ngân hàng, bây giờ ngân hàng tới kéo, thiếu đâu tổng cộng là gần 300 triệu đô la Mỹ Kim. Khách sạn 5 sao ở quận nhất á, ở bang của mình đó. Tức là người dân người ta không có xài, không có làm ra tiền, người ta không có tới khách sạn đó, người ta ở như ngày xưa. Mà cái khách sạn đó là nó có từ mấy lâu đời lắm rồi. Nhưng mà dạo này tình hình kinh tế nó đi xuống rồi, người ta không có tiền, người ta không xài thì nó dẹp tiệm. Cho nên khi mình xài tiền á, mình phải nghĩ. Mình phải nghĩ, mình nhờ mình xài như vậy đó, thì cái công ty bảo hiểm á, nó bảo hiểm cho mình, nó bảo hiểm cho cái người mà mình tông xe, cái người mình cọ quẹt. Còn bên Việt Nam mà các bạn chạy lên cao tốc mà lỡ như mà đụng liên hoàn mà 30-40 chiếc xe nó nổ tung á, bảo hiểm nào mà nó đền cho các bạn mà từ A tới Z, cao lắm là nó đền cho bạn một cái xe thôi, sửa cái xe thôi. Còn bên Mỹ là bảo hiểm mà nó đền cho mình từ A tới Z luôn. Tiền đi khám bệnh, tiền bác sĩ. Rồi nếu mà lỡ như mình liệt, nó nuôi mình cả đời luôn. Đó. Cho nên mình phải hiểu. Cũng giống như nhà của mình ở cũng vậy nữa, mình phải cần có bảo hiểm. Nhà cháy á, thì mình được bảo hiểm nó đền cho căn nhà mới. Còn bên Việt Nam á, cách vài ngày các bạn nghe nói ô ở Sài Gòn cháy một căn nhà là mắc trắng. Ô vài ngày ở Hà Nội cháy một căn nhà là mắc trắng. Đó là những cái người mà mình nói, mấy cái thằng Việt Kiều nó chỉ có nhìn Việt Kiều mà nằm dùng á, Hồ Kiều á, nó chỉ có nhìn cái lợi trước mắt thôi. Mà nó quên á, mình ở Mỹ mình làm đi. Rồi sau này mình già đó, mình 70 tuổi, 60 tuổi, 80 tuổi mà mình hết sức làm, mình làm không được á, thì chính phủ á, họ lo cho mình lại. Tại vì hồi lúc trẻ mình đóng góp, bây giờ họ lo cho mình lại. Còn mấy thằng Hồ Kiều nó đi về bên Việt Nam á, nó ở tới lúc mà nó 90 tuổi, 80 tuổi, nó ngã bệnh xuống nó làm không được á, chính phủ Việt Nam đâu có nuôi nó đâu. Rồi cuối cùng nó cũng phải chạy về Mỹ thôi. Tối ngày nó lên ở đây, nó bà giặt, nó làm quay, nó ngồi ở nước Mỹ. Nếu mà mình ở Việt Nam á, là mình làm cái kênh đó là mình nói tốt cho Việt Nam. Còn mà mình không thì thôi á, mình đi qua Mỹ á, thì mình đừng có nên mà ngồi ở Mỹ mà mình nói tốt cho Việt Nam.
người ta cười mình chết. Tại vì người ta nói, ủa, tại sao anh chê nước Mỹ này, nước Mỹ nọ, nợ nần đồ làm như trâu, như chó, như bò đồ, tại sao anh lại ở bên đó? Đâu có ai lấy súng kê vô cái đầu của anh ép anh đâu. Anh than là anh ở Mỹ cực, anh nợ nần làm như trâu, anh đi về Việt Nam đi. Đi về Việt Nam chạy xe Grab làm shipper đi, rồi biết. Nó chẳng qua đi về Việt Nam để dành dụm được bán căn nhà bên Mỹ rồi đem về đó có mấy tỷ rồi này nọ rồi. Có tiền hưu đồ này nọ, chính phủ nó lo cho. Còn một số thì mấy cái người mà lớn tuổi mà có con cái bên đây, nó gửi tiền về nó nuôi ở bển. Mình có mấy người quen nè, ở miền Tây á, có con gái ở bên đây nè, ở Boston nè, đi qua bên đây thăm nè, con cái rồi bảo lãnh qua đây đâu có dám ở đâu. Tưởng gì tốt, ở bên bển á, con gái bên đây nó gửi tiền cho nó nuôi. Tử tời mà con cái mà nó không gửi tiền về Việt Nam nó nuôi coi ở Việt Nam ngon không. Còn mà mấy cái người quen của mình mà ở miền Tây cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy đó. Nhờ anh em dòng họ ở đây nè, cách vài tháng gửi về cho vài trăm, xây nhà gửi về cho vài trăm, mổ tim gửi về cho vài ngàn. Cái ở bên Việt Nam đi vòng vòng á, nói ở Việt Nam sướng. Tử ra chạy xe Grab, ra làm shipper đi, làm phụ hồ đi, rồi biết sướng hay không. Mình á, nói chuyện á, là thực tế lắm. Em ruột của mình ở Việt Nam á, là buôn bán á, rất là cực khổ, làm tài xế rất là cực khổ. Bà chị dâu của mình á, là đi bán vé số ở Việt Nam á. Mình đã nhìn từ khía cạnh của những cái người mà ở Việt Nam hết rồi. Còn mấy cái thằng Việt Kiều nó về nó có tiền hưu, nó bán nhà ở Mỹ, nó dành dụm, nó cầm tiền về là nó lấy tiền đô, nó đổi ra tiền Hồ Kiều, nó đổi ra tiền tiền cụ Hồ, nó rẻ quá thì đối với nó là nó thích về Việt Nam. Đây, về Việt Nam là gì? Gái. Về Việt Nam là gì? Cái mã Việt Kiều. Mà mấy cái người Việt Nam á, người ta giả bộ, người ta muốn cục xà bông của mình, người ta muốn chai dầu của mình, người ta muốn tiền của mình thôi, người ta giả bộ, người ta vuốt ve mình. Thử thời mà không cho họ tiền coi, không cho họ xà bông nào này nọ, không cho quà cho cáp coi. Đi ra đường hả, nó không thèm nhìn luôn, xách dép nó còn không cho luôn. Chứ bà đặt mà nói Việt Kiều về Việt Nam mà tưởng mình là ngon, mang cái mẻ Việt Kiều. Một cái quốc gia mà biết làm ăn mà kinh tế đó là không bao giờ người ta cấm. Cho nên vì lẽ đó mà các bạn thấy là thằng Mỹ đúng ra là nó phải cấm cái thằng Tàu là phát hành cái TikTok. Tại vì ai mà đăng ký cái TikTok là bị cái thằng Tàu là nó lấy cái thông minh, nó lấy thông tin tên họ, tên tuổi người ta. Ít ra đó là thằng Mỹ nó cũng bắt cái thằng TikTok đó, mày phải đặt cái máy chủ ở trong nước Mỹ. Các bạn thấy mấy thằng cộng sản nó khôn không? Thằng nào mà YouTube, bất cứ thằng nào cũng vậy nó mà về Việt Nam, Facebook gì nữa, nó bắt phải để cái máy chủ ở bển cho nó. Để cái máy chủ là để nó kiểm duyệt người ta đó. Chơi cái trò hàng. Tụi nó làm quan chức á thì con cháu của nó làm cái gì cũng được á, nó động động nó đi ra đường nó nói mày biết tao là ai không? Ba của tao là chủ tịch xã đó. Ba của tao là tổng bí thư đó. Ba của tao là thủ tướng á. Còn tới người dân cũng giống như làm lỗi cũng như nhó thì nó đè đầu xuống người dân á, nó phạt người dân. Còn tới nó mà nó lái xe mà lỡ nó tông mai nó làm người ta coi. Mấy thằng hối lộ không, nó đem ra nó giả bộ, nó diễn, nó xử hối lộ này kia làm gùm lên. Báo chí rồi nó loan tin lên, nó làm gì làm chi. Tại vì thế giới á, người ta viện trợ tiền cho Việt Nam á, là người ta có cái lực, người ta bắt buộc. Mày phải chứng minh á, là mày phải xử mấy cái thằng hối lộ, còn không á, là tao không có viện trợ tiền cho mày. Tao không có đầu tư vô cho mày. Nó mới đem ra, nó mới xử người ta chứ. Nhưng mà nó xử á, vậy là nó diễn thôi. Rồi sau này mấy cái ông này mà ở tù ra rồi đó là nó cũng trả tài sản lại hết à. Lương mà có một người mà công chức mà bao nhiêu triệu, mà tiền ở đâu mà đi ra nước ngoài ăn chơi mua nhà mua cửa, tậu tài sản, ba xạo mấy người cộng sản Việt Nam.
mỗi một lần mà nó ký một cái gói thầu của mấy thằng Trung Quốc với mấy cái gói thầu của người nước ngoài là nó thu vô biết bao nhiêu tiền. Ở Việt Nam đó các bạn để ý mấy cái người mà làm ấp xã đây, trưởng thôn rồi coi, mấy ngày nào mấy nhà lá gách mùng tơi nghèo giống như mình vậy nè, bỗng dân ngày nó lên nó làm trưởng ấp xã một cái là vài ba năm cái nó xây lên nhà tường à. Tiền ở đâu ra? Tiền hối lộ chứ tiền ở đâu ra? Đó thì chiều Chủ nhật bỏ ra vài phút giải trí đến với tất cả các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Xin chúc cho tất cả các bạn có một đầu tuần thật là nhiều mạnh khỏe và nhiều vui vẻ.